Hello anh em, tình hình nhà mình mới tạo một group siêu nhỏ tí hon trên Facebook có tên là Cuồng Khám Phá. Mới được mấy trăm người tham gia mà thôi. 500 anh em nếu muốn tham gia vào ngôi nhà chung của cộng đồng Taka, nhớ nhấn đường link mình để phần bình luận để vào group Facebook Cuồng Khám Phá nhá. Quẹo lựa, vào group tôi chơi đi. Thiên nhiên thì vốn rất hiền hòa và thân thiện với muôn loài cũng như với con người nữa. Nhưng mà chúng ta đã chứng kiến rất nhiều hiện tượng thiên nhiên giận dữ khiến cho loài người cũng như loài động vật đi vào dị vãng. Một trong những hiện tượng đó thì chính là núi lửa phun trào. Trên thế giới thì có rất nhiều núi lửa dù đã ngừng hoạt động hoặc có thể phun trào bất cứ lúc nào, nhưng mà vẫn là các điểm đến du lịch hàng đầu bởi cái vẻ đẹp ấn tượng, khó cưỡng và độc đáo, bất chấp nhiều nguy hiểm tới sức khỏe của khách du lịch. Nào, cùng ta cả đến với những ngọn núi lửa kỳ lạ nhất. Sáu, núi Igen Đông Java của Indonesia. Núi Igen ở phía Đông Java là một trong ngọn núi lửa nổi tiếng nhất ở Indonesia. Tại miệng núi lửa có vô số vết nứt đỏ rực không ngừng bùng cháy. Thế nhưng cũng tại đây ban đêm, người ta thấy những ngọn lửa xanh bí ẩn bập bùng và biến mất khi mặt trời vừa mọc. Với độ cao là 2.799m, núi Igen ban đầu dân địa phương biết đến như một ngọn núi khai thác lưu hình. Tuy nhiên là sau khi được giới thiệu trên kênh National Geographic, nơi này bỗng chốc biến thành một địa điểm du lịch nổi tiếng. Hơi khói tỏa từ miệng núi lửa, chứa khí hydrogen sulfide và sulfur dioxide đầy độc hại. Thế nhưng mà vì mưu sinh mà những người khai thác lưu huỳnh tại đây phải làm việc 24/24. Thật là vất vả khi vận chuyển một cục lưu huỳnh nặng gần 80kg trên đường gập ghềnh xuống núi. Hiện tại núi Igen là một tài nguyên rất quan trọng, nó vừa là điểm du lịch vừa là nơi khai thác khoáng sản. Khách du lịch đến tham quan nơi này luôn được khuyến cáo không nên cản trở người dân đang làm việc. Địa điểm bắt đầu leo núi cách 1.900m so với mực nước biển. Dù trời thì vẫn còn tối, nhưng con đường mòn đầy rất là rộng và đầy an toàn. Du khách thì có thể yên tâm đi bộ ban đêm. Bên cạnh đó, có rất nhiều người khác đến đây để xem bullfrog, ngọn lửa xanh, nên sẽ không dễ bị lạc. Nếu thời tiết đẹp, du khách thể nhìn thấy miệng núi lửa màu ngọc lam tuyệt đẹp ở bên dưới. Mặc dù nó một hồ rất đẹp nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, không một sinh vật nào có thể sống được bởi nồng độ axit cao, độ pH là 0,13. Năm, núi lửa Kilauea ở Hawaii, Mỹ. Giới khoa học thì khẳng định đây là một trong ngọn núi lửa hoạt động thường xuyên nhất hành tinh. Đặc biệt là các hố nham thạch sẽ phát ra dải ánh sáng rực sáng giữa bầu trời đêm, tạo ra màn trình diễn hết sức là ấn tượng. Nhiều khách du lịch ưa mạo hiểm đã thực hiện cuộc hành trình đi bộ tại khu vực dung nham cứng để họ có thể tận mắt chứng kiến các dòng dung nham lỏng bốc hơi ở quanh khu vực núi lửa. Một đợt phun trào mạnh của Kilauea tháng 11 năm 1790 đã cướp mạng sống của hơn 400 người. Nhưng phải mãi tới tháng 12 năm ngoái, các nhà khoa học mới tìm ra nham thạch của đợt phun trào đó. 4. Núi lửa Villarrica ở Chile. Villarrica cao 2.847m là một trong ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Chile. Ở khu vực hồ Villarrica thuộc địa phận thành phố Buchan. Hàng ngày Villarrica đều phun rất khói, cho bụi và dung nham. Và cũng giống như mọi núi lửa đang hoạt động khác, Villarrica cũng được đặt trong chế độ giám sát nghiêm ngặt. Hiện tại ngoại trừ thời gian núi lửa hoạt động mạnh hay địa chấn, ngành du lịch địa phương đều tổ chức chuyến tham quan núi lửa cho du khách. Nhiều chuyên gia cho biết, ngọn núi lửa độ cao 2.835m là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất ở phía nam dãy núi Andes. 3 thì đó chính là núi lửa Hekla tại Iceland. Núi lửa Hekla ở vùng phía nam của Iceland. Tại đây bạn sẽ nhìn thấy một hố dung nham đang bốc lửa từ rất lâu. Chiếc hố này gắn liền với hố lửa truyền thống của Cơ Đốc giáo. Trong thời Trung cổ, các tu sĩ dòng Cistercian đã đi khắp châu Âu. Họ mang theo những câu chuyện về Hekafell và truyền bá nó một cách rộng rãi. Miệng núi lửa bắt đầu được biết đến như một cánh cổng địa ngục khi nó phun trào lần đầu tiên năm 1104. Mỗi lần phun trào nó tạo một lớp bụi cao đáng sợ và bao phủ vùng rộng lớn gần 40km, tựa như một không gian tối tăm của địa ngục vậy. Nó lại còn được nhắc đến trong bài thơ của Thánh Brandon như là một nhà tù giam giữ Judas, tông đồ phản bội của Chúa Giêsu. Bản thảo tiếng Hy Lạp của Flatebuener còn mô tả những con chim lớn bay giữa những ngọn lửa ở bên trên miệng núi, mà nhiều người thì gọi đó là những linh hồn của ma quỷ. 2. Hồ Taupo. Hồ Taupo thuộc đảo Bắc,
là hồ lớn nhất ở New Zealand với diện tích bề mặt là 616 km2. Và đây thì cũng là hồ nước ngọt lớn thứ hai của châu Đại Dương. Hồ Taupo chính là điểm đến lý tưởng cho chuyến hành trình tham quan và khám phá tại Taupo mà bạn chắc chắn là không nên bỏ lỡ. Hồ Taupo còn được biết đến là một trong miệng núi lửa lớn nhất hành tinh, được hình thành khoảng 2.600 năm về trước sau nhiều lần phun trào núi lửa. Hồ Taupo được một tộc trưởng người Maori tên là Taupo tìm thấy và được đặt theo tên vị tộc trưởng này để tưởng nhớ công lao của ông. Bất kỳ du khách nào đến đây khám phá hồ Taupo cũng đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp quấn hút có 102 của hồ. Tại đây thì mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách tham quan, chiêm ngưỡng. Đến với Taupo, du khách có cảm giác như lạc vào chốn thiên đường trong không gian non nước hữu tình, hùng vĩ, thơ mộng và bình yên. Ngoài ra, khi đến đây du khách sẽ thấy bên cạnh bờ hồ là những cánh rừng sồi, cánh rừng thông xanh bình biếc. Du khách có thể đi dạo quanh khu rừng này trước tiên. Một không gian xanh mướt, yên bình và tĩnh lặng lạ thường sẽ khiến con người cảm thấy thư thái và sảng khoái nhất. Đó thì chính là những cảm nhận mà bất kỳ du khách nào khi đến đây đều có thể cảm thấy được. Đặc biệt là để có thể ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh và tận hưởng vẻ đẹp của Taupo, bạn nên thuê một chiếc thuyền quay giác để di chuyển. Bạn sẽ lướt nhẹ nhàng mặt nước, cùng ngắm nhìn không gian rộng lớn và cảm nhận một cảm giác yên ả nhất. Và vị trí đầu tiên video ngày hôm nay thì đó chính là Old Donio Langai. Đã qua không biết bao nhiêu thế hệ, những người Maasai bản địa ở Tanzania, Trung Đông Phi Châu vẫn gọi ngọn núi lửa hoạt động này là Old Donio Langai. Trong thổ ngữ thì mang nghĩa là Mountain of God, ngọn núi thần thánh. Từ thời Angai, một trong vị thần của người Maasai, khi tạo ra ngọn núi lửa có lẽ bà đang trong ở một tâm trạng không tốt một chút nào. Người Maasai coi Angai là vị thần cao cả, đã dựng nên vạn vật. Bà thường xuyên xuất hiện với hai hình ảnh, bề ngoài thì màu đen, Angai Narok, hiền hòa và hòa dung với người Maasai. Còn nếu bề ngoài màu đỏ, Angai Nayokai, thường mang lại tai họa. Trong số những ngọn núi lửa ở thế giới, Old Donio Langai khá độc đáo. Nếu như núi lửa thường phun trào dung nham dầu silicat, Old Donio Langai lại có thành phần dung nham chứa 50% khoáng chất là carbonat. Bề mặt lớp dung nham này tuôn trào thường bị bao bọc bởi lớp đá nóng chảy và sau đó biến đổi thành một dạng khác. Nhiều người tưởng nhầm đây là đá cẩm thạch. Mặc dù cũng có một vài ngọn núi lửa phun trào dung nham chứa carbonat, nhưng Old Donio Langai lại đặc biệt theo cách riêng của mình. Nếu bạn muốn trải nghiệm những ngọn núi lửa hoàn toàn khác thường, hãy đặt Old Donio Langai trong danh sách điểm đến trong tương lai. Carbon và silicat phun trào khỏi miệng Old Donio Langai có màu đen và nhiệt độ chỉ bằng một nửa so với núi lửa thông thường. Mặc dù vậy, nó vẫn thể nướng cháy mọi thứ với nhiệt độ là hơn 500 độ C và sau đó sẽ nguội đi một cách nhanh chóng khi tiếp xúc không khí. Ban đêm người ta có thể quan sát những đốm màu cam bốc lên từ miệng núi lửa chứ không chỉ tuyền một màu đen. Với nhiều nhà núi lửa học, họ coi Donio Langai giống như ngọn núi lửa đồ chơi bởi sức nóng vừa phải. Các đoàn khoa học cũng thường xuyên đây cùng với dòng du khách để nghiên cứu và ngắm nhìn phong cảnh kỳ vĩ do mẹ thiên nhiên tạo nên. Dung nham thì nhìn giống như bọt xà bông hay là nham thạch và bạn sẽ cảm thấy có thể dùng thìa, muỗng để xúc về làm kỷ niệm. Điểm ấn tượng từ xa, du khách sẽ dễ dàng nhận ra là dòng dung nham chảy thành những vệt dài với gam màu xám nhiều sắc độ. Ngoài việc chiêm ngưỡng ngọn núi lửa kỳ lạ, bạn còn có cơ hội gặp gỡ những người Maasai bản địa và tìm hiểu đời sống cũng như nét văn hóa đặc trưng của họ. Và đến đây thì lại hết rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích và subscribe Taga ngay lập tức nhé. Chân thành cảm ơn anh em.